Tiếp theo là phản ánh của một khán giả khác gửi về kênh VTC9 về tình trạng cổng chùa Lý Triều Quốc Sư bị chiếm dụng trở thành nơi kinh doanh trông giữ phương tiện có thu phí. Trước đó, chương trình Cà phê Ngày Mới cũng đã phát sóng phóng sự Hà Nội bãi xe tự phát trước cổng chùa Lý Triều Quốc Sư. Tuy nhiên, cho đến nay thì tình trạng này vẫn tiếp tục tiếp diễn và chưa có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Theo đó, chốn cửa chùa, đình, đền là nơi tôn nghiêm, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Nhưng thời gian gần đây, một số người đã bất chấp lấn chiếm làm nơi kinh doanh. Cụ thể, tại cổng chùa Lý Triều Quốc Sư nằm trên phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vỉa hè xung quanh bị người dân lấn chiếm làm bãi gửi xe có thu phí. Đây là nơi tập trung nhiều khu du lịch như nhà thờ, Hồ Gươm nên hàng ngày có rất nhiều phương tiện tập trung tại đây, gửi xe tràn lan trên vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Thực trạng các di tích đình chùa bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan di tích mà còn khiến du khách gặp nhiều khó khăn trong việc tham quan vãn cảnh.